Hello, xin chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán xe cũ. Tôi là Tuấn, là nhân viên kinh doanh của Alam Auto. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho quý vị các bạn những mẫu xe đang có mặt ở cửa hàng của chúng tôi ngày hôm nay. Thì chiếc xe đầu tiên mà tôi muốn giới thiệu với quý vị và các bạn đó là chiếc Toyota Innova. Chiếc xe được sản xuất năm 2017. Xe mang biển Hà Nội, một chủ từ đầu. Xe mang cho mình ngoại thất màu bạc, nội thất hai màu. Xe chạy đâu đó hơn 9 vạn quý vị nhá. Đấy. Thì chiếc xe này hiện tại đang được chào bán ở cửa hàng với mức giá là 505 triệu đồng. Xe có một chiếc xe gầm cao 7 chỗ như này, đi gia đình rất là tuyệt vời. Một chiếc xe tiếp theo cũng đến từ nhà Toyota, đó là chiếc Toyota Vios. Chiếc xe được sản xuất năm 2019, đây là bản G số tự động. Còn chiếc xe bên cạnh tôi đây là chiếc Toyota Innova bản 2.0e quý vị nhé, số sàn. Còn đây là phiên bản số tự động. Xe mang cho mình ngoại thất màu vàng cát, nội thất màu kem, rất là sạch sẽ. Đấy. Chiếc xe này chạy đâu đó 5 vạn, biển Hà Nội, một chủ từ đầu. Chiếc xe này hiện tại đang được chào bán ở cửa hàng với mức giá là 515 triệu. Chiếc xe tiếp theo mà tôi muốn giới thiệu ngay đây là một chiếc Mazda CX-5. Chiếc Mazda CX-5 này được sản xuất năm 2018, biển tỉnh, đã được rút hồ sơ cầm tay của quý vị nhé. Đây là phiên bản 2.5. một cầu. Thì chiếc xe này hiện tại đang được chào bán ở cửa hàng với mức giá là 745 triệu đồng. Còn thương lượng được quý vị nhá. Quý vị có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi sẽ giải đáp các thắc mắc của quý vị các bạn. Còn đây là một chiếc Mazda 6 được sản xuất năm 2015. Thì chiếc xe này đã được nhận cọc của quý vị nhá. Nếu quý vị có nhu cầu mua mà cùng đời thì cũng có thể liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể giúp quý vị tìm được những chiếc xe ở chế độ gọi là tốt nhất có thể của nó. Đây, một chiếc xe sang đến từ thương hiệu Mercedes, chiếc GLC 300 4MATIC. Thì chiếc xe này mang cho mình ngoại thất màu trắng, nội thất màu nâu, rất là sang trọng. Xe chạy 7.8 km, mang biển Hà Nội. Thì chiếc xe này hiện tại đã được chào bán ở cửa hàng với mức giá là 1 tỷ 480 triệu đồng. Đấy, 1 tỷ 480 triệu đồng thôi ạ. Chiếc xe Mercedes rất là sang trọng. Tiếp theo đây là chiếc Hyundai Accent phiên bản Blue số tự động. Đây là bản cao cấp nhất của 2015, phiên bản là nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc quý vị nhá. Đấy, thì hiện tại chiếc xe này đang được chào bán ở cửa hàng với mức giá là 399 triệu đồng. Xe tên tư nhân biển Hà Nội. Nghĩ có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Tiếp theo đây là một chiếc xe Mazda 6 sản xuất năm 2019. Đây là phiên bản Deluxe, phiên bản tiêu chuẩn của Mazda 6. Thì chiếc xe này mới chạy 2.5 vạn, full lịch sử bảo dưỡng hãng. Xe mang biển tỉnh, bao rút hồ sơ cho quý vị. Thì hiện tại chiếc xe này đã được chào bán ở cửa hàng với mức giá là 728 triệu đồng. Chỉ 728 triệu đồng thôi ạ. Đấy. Tiếp theo đây là một chiếc Mercedes ML350. Chiếc xe này sản xuất năm 2007. Đấy. 2007, đâu đó hơn chục năm rồi. Nhưng mà xe vẫn còn khá là nét, các chi tiết xe còn khá là đẹp. Thì chiếc xe này hiện tại được chào bán ở cửa hàng mức giá là 468 triệu đồng. Tiếp theo đây cũng là một chiếc xe từ thương hiệu Lexus. Chiếc xe này được sản xuất năm 2007, chiếc Lexus 350. Thì chiếc xe này hiện tại đã được chào bán ở cửa hàng với mức giá là 610 triệu đồng. Thì tiếp theo đây xin mời quý vị về đến hàng sau nhé. Tôi sẽ giới thiệu tiếp cho quý vị và các bạn những mẫu xe hiện tại đang có ở cửa hàng. Thì chiếc đầu tiên đây tôi muốn giới thiệu đó là chiếc Ford Ranger được sản xuất năm 2020, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Thì theo hệ thống của Ford thì bắt đầu từ tháng 6 năm 2021, Ford đã phân phối những chiếc xe không còn phân phối những chiếc xe nhập khẩu nữa mà đã chuyển sang những xe lắp ráp. Thì xe nhập khẩu và xe lắp ráp khác gì? Nó khác về tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn của Thái Lan nó khác rất là nhiều so với tiêu chuẩn của Việt Nam. Thái Lan là một trong những nước mà nền công nghiệp ô tô người ta rất là phát triển, nên là những chất lượng của người ta cũng rất là tốt, theo mình đánh giá là tốt hơn chất lượng sản xuất của Việt Nam ở hiện tại. Thì chiếc xe này mang cho mình nội thất màu trắng, ngoại thất màu trắng này, nội thất màu đen này. Xe được chủ cũ độ khá là nhiều đồ, ghế da này, nắp thùng này, camera hành trình này, khá là nhiều đồ. Thì hiện tại chiếc xe này đang được chào bán ở cửa hàng với mức giá là 650 triệu đồng. Đấy, xe về đây là một chiếc siêu lướt còn rất là mới, lốp còn dày, các chi tiết xe
gần như là mới. Chiếc xe đây cũng là một chiếc xe đến từ hãng Ford, là chiếc Ford Explorer. Đây, quý vị có thể xem Ford Explorer. Chiếc xe này được sản xuất năm 2016, đăng ký lần đầu là 2017. Xe mang cho mình hệ thống option gần như là kịch khung luôn, rất là miên man. Thì chiếc xe này hiện tại đang được chào bán ở cửa hàng với mức giá là 1 tỷ 450 triệu đồng. Xe rất là đẹp, không có gì để nói. Xe biển Hà Nội một chủ từ đầu luôn quý vị ạ. Đây, chiếc xe cuối cùng mà tôi muốn giới thiệu với quý vị bạn trong ngày hôm nay, đó là chiếc Hyundai Tucson. Chiếc xe này được sản xuất năm 2019. Đây là form mới được quý vị nhá. Đấy, thì chiếc xe này hiện tại đang được chào bán ở cửa hàng với mức giá là chỉ 890 triệu đồng. Xe mang cho mình ngoại thất màu trắng, nội thất màu kem, rất là trẻ trung và năng động. Đấy, xe mới chạy đâu đó hơn 3 vạn, biển thành phố, sang tên biển Hà Nội thì sẽ không mất tiền biển. Đấy, trên đây là toàn bộ những chiếc xe mà tôi muốn giới thiệu cho quý vị các bạn trong ngày hôm nay. Nếu quý vị các bạn có nhu cầu mua chiếc xe nào, hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại ở bên dưới. Chúng tôi sẽ giúp quý vị các bạn giải đáp những thắc mắc. Quý vị các bạn có nhu cầu bán xe, chúng tôi cũng nhận thu mua những chiếc xe cũ với mức giá phù hợp và tốt nhất thị trường hiện nay. Video của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những video tiếp theo.